Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự ăn năn. Định nghĩa trong Kinh Thánh về sự ăn năn là gì? Giáo lý về sự ăn năn như được dạy trong Kinh Thánh là lời kêu gọi mọi người chuyển hẳn từ lối sống này sang lối sống khác. Sự ăn năn được kêu gọi trong suốt Kinh Thánh là lời kêu gọi từ đầu hàng vô điều kiện cá nhân, tuyệt đối và cuối cùng đối với Đức Chúa Trời là Đấng tối cao. Ăn năn nghĩa là gì? Cảm thấy tiếc nuối, sự trách móc bản thân hoặc quy kết về hành vi trong quá khứ, hối tiếc hoặc có lương tâm hãi về hành động trong quá khứ, thái độ vân vân. Ông ăn năn sau hành động thiếu suy nghĩ của mình, cảm thấy đau khổ vì tội lỗi hoặc lỗi lầm khi được định đoạt để thay đổi cuộc sống của một người tốt hơn, hãy sám hối. Bạn ăn năn tội lỗi của mình như thế nào? Lời khuyên: thứ nhất, tha thứ cho chính mình. Thứ hai, hãy nhớ rằng không có giới hạn cho sự tha thứ. Thứ ba, thay đổi môi trường của bạn. Số 4, hãy biết một điều rằng vì tội lỗi của chúng ta mà Chúa Giêsu bị thương, bị đánh vì tội ác mà chúng ta đã làm. Thứ năm, nhận ra bạn là người duy nhất có thể thay đổi bản thân hoặc khoác lên mình bộ áo giáp của Chúa. Thứ sáu, tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Những dấu hiệu của sự ăn năn thật sự là gì? Họ chân thành muốn thoát khỏi tội lỗi và không còn biện minh hay tranh cãi về trường hợp của họ nữa. Họ thành thật và chân thành muốn giống Chúa hơn. Thứ hai, họ muốn thanh minh. Đây không phải là trả giá cho tội lỗi của chính họ. Họ không muốn che giấu tội lỗi của mình, nhưng phải xóa bỏ nó bằng mọi giá. Ăn năn trong Cơ Đốc giáo là gì? Ăn năn là một giai đoạn trong sự cứu rỗi của Cơ Đốc nhân, nơi người tin Chúa quay lưng lại với tội lỗi. Trong thần học Công giáo La Mã, sự ăn năn là một phần của khái niệm thần học lớn hơn về sự sám hối. Chúa có thể ăn năn không? Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ tìm hiểu về các ẩn dụ nhân hóa mà các giả Kinh Thánh sử dụng để giải thích về một vị Chúa quá lớn đối với lời nói. Bạn sẽ biết rằng khi Đức Chúa Trời ăn năn, đó là từ các kế hoạch trừng phạt và chỉ sau khi con người đưa ra bằng chứng về việc quay trở lại với Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời không bao giờ hối cải về kế hoạch cứu rỗi và ban phước của Ngài. Làm thế nào để bạn ăn năn và cầu xin Chúa tha thứ? Cầu xin Chúa để tha thứ cho bạn vì những gì bạn đã làm, cũng giống như bạn làm với người khác. Sau khi nói lời xin lỗi, bạn phải yêu cầu được tha thứ. Không có cầu nguyện đặc biệt, bạn phải cầu nguyện để kiếm được sự tha thứ từ Thiên Chúa. Tất cả những gì bạn phải làm là cầu xin Ngài tha thứ cho bạn qua Chúa Giêsu và tin rằng Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Bạn dùng từ ăn năn như thế nào? Ví dụ về câu ăn năn: thứ nhất, chỉ sống để làm, không làm điều ác và không phải ăn năn thì chưa đủ. Thứ hai, trước tiên bạn phải ăn năn và cảm thấy có đức tin thực sự vào lòng thương xót của Chúa. Thứ ba, ngay cả Satan cũng phải ăn năn và sống. Số 4, trong khi xin tội lỗi, toàn thể nhân loại được thúc giục để ăn năn theo quan điểm của cuối tiếp cận của thế giới. Lời cầu nguyện của sự ăn năn là gì? Là một thuật ngữ Kitô giáo Tin Mừng đề cập đến bất kỳ cầu nguyện ăn năn, cầu nguyện của các cá nhân người cảm thấy bị kết án và sự hiện diện của tội lỗi trong cuộc sống của họ và mong muốn để tạo hoặc làm một mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu nói gì về sự ăn năn? Khi Chúa Giêsu nói hãy ăn năn, Ngài đang nói về sự thay đổi tấm lòng đối với tội lỗi, thế gian và Đức Chúa Trời. Một sự thay đổi bên trong làm phát sinh những cách sống mới tôn vinh Đấng Christ và đưa ra bằng chứng về lẽ thật của Phúc Âm. Tại sao chúng ta cần phải ăn năn? Nhiều người nói rằng ăn năn về cơ bản có nghĩa là ngăn chặn tội lỗi của bạn.
Vì vậy chúng ta thường đọc Kinh Thánh mà không mất thời gian để hiểu Kinh Thánh nói gì. Chúa Giêsu nói: "Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã gần đến." Mục đích hay mục tiêu của sự ăn năn là có thể chấp nhận được thực tế sống trong vương quốc. Tại sao ăn năn lại quan trọng? Ăn năn là cách được cung cấp để chúng ta thoát khỏi tội lỗi của mình và nhận được sự tha thứ của cho chúng ta. Tội lỗi làm chậm tiến trình tâm linh của chúng ta và thậm chí có thể ngăn chặn nó. Sự hối cải chúng giúp chúng ta có thể trưởng thành và phát triển lại về mặt thiêng liêng. Đặc ân ăn năn có thể thực hiện được nhờ sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.